Ok, Tình Yêu xin chào tất cả anh chị em nha. Hôm nay Tình Yêu làm design cũng không có gì khó khăn, nhưng mà chia sẻ cho anh chị em nào muốn design những cái bộ nail mà không có ý tưởng thì chia sẻ cho anh chị em để cách biết cách làm nha. Rồi cho Tình Yêu làm nha. Bây giờ màu này là màu vàng, nó gọi là B4 của Tình Yêu. Giờ làm thường thường màu vàng á là nó hay chảy ha, mình lấy cục bột mình cho nó khô chút, mình lấy cục bột mình ngâm xuống giấy cho nó khô chút nè. Đó, bây giờ mình làm, mình đợi cho nó ráo chút, mình bỏ lên nè. Đó, mình bỏ lên nè, mình để một chỗ rồi mình đưa nó vô nha. Nó có chảy thì nó chảy ít, tại vì sao mình dồn nó về một chỗ, khi mà nó chảy không có loang ra ngoài. Mình đừng có đè ra, mình đừng có đè cục bột mạnh quá, nó chảy, khi nó chảy là nó chảy ra ngoài luôn, hiểu không? Mình bỏ cục bột nhẹ nhàng mình bỏ vô trong thôi, mình đừng có bỏ ra ngoài, nhớ là như vậy. Khi mà nó chảy tới cái điểm nào đó, nó có mức nào đó là nó tự động nó hết chảy rồi, mình vuốt thôi đó. Nhớ là vuốt trong đây mỏng, em ém hai bên góc này vô đó. Anh chị em có câu hỏi gì không? Good morning anh Tính. Khỏe không anh Tính? Đó. Hôm nay không làm khách hả? Chưa có khách làm hay là đang làm? Hola, como está mami? Cho nên khi mình làm mình nhớ cố gắng mình vuốt cục bột ra là vuốt hai bên là xí, cho nó đều. Cho nó đều hai bên. Đó. Rồi khi mình làm nè, mình lấy cái tay mình ấy xuống cái cọ xuống đây, nhưng mà mình lấy cái thăng mình đẩy vô, mình lấy cục bột dư ra. Thấy không? Mình ém hai bên đây là cho nó đều. Xí, đó mình lấy ra. Đó, lấy cục bột dư nè. Xí, cục bột dư mình lấy nhẹ nhẹ ra. Đó, nó dư chút xíu thôi. Đó, rồi mình làm cái gì? Mình bỏ thêm cái màu then. Màu này là N8 của Tình Yêu ha. Rồi là mình làm ombre. Đó, mình vuốt nhẹ, đưa ra hai bên góc, vuốt nhẹ, đó, thấy chưa? Nhớ khi mình đắp cục bột, đừng có để cho nó dư hai bên đây nhiều. Là tại vì sao? Nếu mà anh chị em dư hai bên đây nhiều á, là nó sẽ bị lòi cái màu vàng ra. Còn cái này Tình Yêu đắp cục bột, Tình Yêu An Giang. An Giang hai bên cái góc này, khi mình bỏ cục bột ombre lên, nó sẽ che hết những cái lằn này. Nó không có bị lòi ra. Ok, cái cục thứ hai. Cục thứ hai khi mình bỏ lên á, đó, mình bỏ lên nè, là nó sẽ đậm cái màu lên, nó sẽ đẹp hơn nữa. Đó. Thấy chưa, nó đậm lên, nó làm cho cái màu đẹp nổi lên. Đó, làm cho cái ombre của mình nó sẽ nổi lên và nó có nhiều đặc sắc hơn, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đó. Đó. Thấy chưa? Rồi xong xuôi rồi mình nhớ bỏ bột lia lên nha. Bỏ bột lia lên, bỏ một cục bột lia từ trong ra ngoài nha, chứ đừng có bỏ ngay cái mối kia nối, là hồi mình giũa nó văng ra cũng vậy à. Đó, nhớ là phải đùa từ trên xuống dưới. Đó, từ trên xuống dưới. Thấy chưa? Nhìn cái ombre rất là đẹp. Anh chị em nào coi có thấy hay thì nhớ share dùm cho Tình Yêu ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục. Đây là cái ombre. Khi mình lấy màu vàng, Tình Yêu nói rồi, lấy cục màu vàng hơi nhiều cho nó khô nè. Đó, cho nó khô nè. Đó, cho nó khô, cho nó hơi ráo một chút, bỏ lên nè. Đó, bỏ lên. Nhớ khi mình làm cái này mình phải hơi lẹ tay một chút. Là tại vì sao? Tại vì mình phải cắt cục bột. Mình phải cắt cục bột ha. Mình cắt cái cục bột này để mình chêm cái màu khác vô đây. Khi mình làm ombre đó, mình phải cố gắng làm lại cái tay mình lẹ lên, cho để hồi nó khô cục bột màu vàng là mình cắt không được. Đó, nhớ cố gắng. Nhớ vuốt vô, vuốt hai cục bột vô, vuốt cục bột vô hai bên cái cạnh này nè, để cho nó ôm vô cái móng. Đó, nó ôm vô cái móng thì nó mới đẹp được. Đó. Anh chị em nhìn giờ anh chị em thấy có gì câu hỏi không? Có câu hỏi nào không? Nghỉ dịch giờ mới thấy anh Tình Yêu coi. Dạ không có, em có làm hôm 2-3 bữa rồi. Em cũng có làm mỗi 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 ngày em làm một cái like cho anh chị em, chia sẻ cho anh chị em.
những cái gì hay thì mình học thôi. Ok, rồi xong xuôi là mình nhớ mình làm ombre liền, đừng có chờ nha. Rồi cục bột thứ nhất làm lẹ lẹ tay một chút để hồi cho nó khô là mình cắt không được. Anh chị em thấy rõ không? Anh chị em có thấy rõ không? Nào không thấy nhớ nó nhắc tình yêu nha. Muốn học mà xa quá ha, ở đâu không có xa đâu. Đó, nửa vòng trái đất mình còn về được mà, không kia là đi học. Đó, nửa vòng trái đất mình còn về được mà, không chi là có vài tiếng đồng hồ bay đâu có sao đâu. Đó. Nhớ cố gắng, nếu mà nó bị phồng này, nó bị phồng hai bên là mình phải vuốt nó vô. Rồi, xong xuôi rồi mình dùng con dao, ok, mình cắt. Mình cắt từ đây, mình cắt qua. Cắt đi bỏ cái khúc này. Nhớ canh khi mình cắt á, mình cắt á là mình phải đẩy từ dưới này đẩy lên, đẩy từ cái khúc này đẩy lên nè, đẩy lên chứ đừng có đẩy chỗ này, tại vì chỗ này nó đang còn ướt thì chỗ này nó hơi khô rồi á thì mình dễ lấy ra hơn. Nếu không mà mình đẩy cái nó bị méo cục bột nha, nhớ cố gắng, nhớ cố gắng. Đó, rồi, lấy cục bột ra. Ok. Tiếp tục làm cái ngón bên đây, ha. Để đó tí xíu rồi mình làm sau. Rồi bỏ lên, bỏ cục bột dồn về một chỗ nha, nhớ dồn về một chỗ mà mình phải ăn gian nè, hai bên đây đừng có cho nó có bột lòi ra làm gì. Em ở Pháp, em muốn đi học ở Pháp hả? Ở Pháp thì mua vé máy bay bay qua thôi, đâu có gì đâu. Còn không nữa thì lên coi online mỗi ngày khỏi tốn tiền, đi xa chi cho cực. À, qua lên online coi tình yêu làm like học hỏi, học được cái gì thì học đó, đâu cần phải trả tiền. Qua đây là phải tốn rất là nhiều tiền á. Anh chị em nhớ cố gắng vuốt từ từ nè, đó vuốt cục bột vô cho nó vô cái móng. Ok rồi, nhớ lấy cục bột ra, lấy cục bột dư ra này, đó lấy cục bột dư ra và ém hai bên này vô. Khi mình lấy cục bột ra nó có thể nó bị dư hai bên cái góc, mình nhớ mình ém vô, ém nó vô đó. Rồi xong rồi mình nhớ cố gắng nè, bỏ bột ombre lên liền để nó khô đó. Dạ cảm ơn, không có gì, em sẽ chia sẻ mỗi ngày. Và dạ, nói chung là mưa lâu thấm đất phải không, mình không học hỏi được nhiều thì mình nhìn được nhiều rồi có ngày mình sẽ học được thôi. Có công mài sắt có ngày nên có công mài sắt có ngày nên bồ lon, mài hoài không được bỏ luôn. Rồi, xong chui nhớ bỏ bột lia lên đây. Rồi, là mình cắt. Rồi, mình dùng con dao mình cắt. Trước khi mình cắt con dao đó là mình phải coi cái con dao nó có dính cái gì trên đây hay không. Mình lấy nó ra, rồi mình mới cắt, nó không có bị dính, nó không bị méo của mình. Đó, mình cắt nè, từ bên cái mép này, mình đi qua cái mép này. Rồi mình kéo cái con dao xuống, rồi mình đẩy từ dưới này mình đẩy lên, đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Đẩy con dao từ dưới này đẩy lên, nhớ đẩy nhẹ nhẹ nha. Dao rất là bén, mình đừng có đẩy mạnh quá nó vô tay của mình đó. Ok. Anh chị em nào coi hay nhớ xe dùm cho tình yêu nha. Năn nỉ xe hoài, xe mà gọi xe tăng luôn chứ không phải xe thường nữa. Ok, rồi bây giờ mình làm cái gì? Mình lại bỏ cục màu đen vô đây. Ok.
khi mình bỏ cục màu đen vô đây á, là mình lấy cục màu đen để cho nó khô, thiệt là khô rồi mình mới bỏ vô đây nha. Mình bỏ cho nó vô đây, khi mà nó khô rồi mình mới bỏ vô, đừng để cho nó ráo cái đã rồi bỏ vô, đừng có để nó ướt nó chảy tùm lum hết. Đây. Đó. Đập nhẹ nhẹ, đẩy nhẹ nhẹ nó lên. Đấy, rồi mình đẩy cái cục bột vô nè. Rồi mình kéo cái chỗ này nè, mình coi cái chỗ này nè đó, đưa nó vô, đừng có để cho nó bị phồng, từ từ. Rồi, cái cục bột này thấy không? Nó vô cái cạnh đúng không? Thế zoom ra cho anh chị em coi cho nó sướng. Đó. Thế nó thẳng rồi đó. Nhớ chùi cái cọ cho sạch. Khi mình kéo cục bột, mình chùi cái kẹo cho sạch. Đó, cô chú chị đừng có để nó lem qua mất công, hồi mất công cực cho mình. Rồi, xong xuôi mình làm cái gì? Mình lấy tí xíu bột lia mình bỏ lên. Mình nếu mình sợ nó không đều thì mình bỏ cục bột lia lên chút xíu thôi. Bỏ chút xíu lên đây. Đó. Rồi kéo nhẹ nó một cái. Đó. Rồi xong. Một móng rồi qua bên đây. Đó. Nhớ cục bột này cho khô nha, cục bột màu đen cho khô nha, ráo mới được, ráo nó mới đẹp nha. Chứ không thôi là nó không có đẹp, nó bị chảy tùm lum hết á. Nhớ cho nó khô cái đã, đừng có gấp. Nhớ cục bột màu đen mình đừng có gấp, mình bỏ lên cho nó ráo là mình bỏ lên nó không bị chảy ra ngoài nè, đó. Chí. Rồi mình chỉ việc đẩy lên thôi. À, anh chị em đợi tình yêu chút xíu nha, tình yêu trả lời phone một cái. Yes, you know, can I help you? Yeah. Monday, come 9:30. Yeah. All right. Bye. Rồi, anh chị em nhớ cố gắng là vuốt vô, nhớ vuốt vô nha, đừng có để cho nó dư ra, vuốt vô nè. Vuốt vô, đó, vuốt vô. Nó dư lấy cục bột ra. Rồi dư rồi mình chùi cái cọ, mình lấy cái chỗ này dư, mình lấy miếng xíu bột lia mình bỏ lên cũng được nè, bỏ bột lia lên cũng được, cho nó xíu chỗ này cho nó che lại cái xíu, mình rửa nó không có bị mắc màu. Rồi rồi hai cái món này tình yêu sẽ chia sẻ làm sao cho nó đẹp. Bỏ glitter ha, bỏ tí xíu màu vàng thôi, chút xíu nè. Nè anh chị em lấy tí xíu màu vàng không, bỏ lên đây đó, chơi nó ra cho nó mỏng ra, cho nó có cái xíu màu vàng thôi, dậm cho nó có màu vàng thôi, vuốt nó xuống luôn đó, rồi nó sẽ cái màu vàng mình nó sẽ lợt. Ok, cái màu vàng mình nó sẽ lợt xong xuôi rồi mình bỏ cái màu then này lên luôn nè. Mình giống như mình làm ombre vậy đó, mình nhưng mà mình bỏ từ trong ra, từ trong cái cuticle luôn nha. Đó, mình đưa nó xuống đó, đưa nó xuống làm sao cho nó lấp đó. Ví dụ như nó lợt quá thì mình bỏ thêm. Thấy chưa? Nó lợt quá thì mình cho nó thêm vô đây. Đó, cho nó thêm vô đây. Cho nó thêm một miếng nữa. Đó. Cho nó thêm miếng nữa nè. Đó, cho nó thêm miếng nữa nè. Đó, thấy chưa? Đẹp không? Rồi mình làm cái gì? Sau đó là mình sẽ lấy cái bột lia nè, cái lia màu gold nè, cái lia màu vàng này nè, lấy ít thôi, lấy chút xíu này thôi nè, bỏ lên mình dậm lên nè, đó, dậm cho nó lan ra đó. Đó, bỏ thêm vô chút xíu nữa à, bỏ lên cho nó lan ra. Thấy chưa?
Đó, bỏ lên. Rồi, mình để yên ở đây. Ok, mình để yên ở đây. Mình để yên cái móng ở đây, qua bên đây mình làm móng bên đây, y chang như vậy nữa. Đó, lấy tí xíu màu vàng nè, tí xíu thôi, bỏ lên. Đó, mình dậm 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 cho nó ra, cho nó có cái tí xíu màu thôi. Đó, dậm dậm ra cho nó lợt rồi nè, thấy không? Đó, vuốt nó xuống luôn. Cho nó có tí xíu màu vàng thôi. Ok. Rồi. Anh chị em mới lấy màu ten. Nè, lấy màu ten nè. Anh chị em bỏ lên từ trong ra ngoài luôn. Cái này mình không cần phải làm ombre đâu, chỉ cho nó đẹp thôi. Ok. Hello Kevin, khỏe không Kevin? Chào tất cả mọi người nha. Tình yêu đang làm like cho nên không có thấy cái comment, anh chị em thông cảm nha. Có gì nếu mà anh chị em có câu hỏi gì thì cứ việc hỏi, tình yêu thấy tình yêu sẽ trả lời cho anh chị em ha. Rồi anh chị em nhớ cố gắng. Đó, xong xuôi rồi anh chị em làm cái gì? Nè, lấy tí xíu thôi nha, lấy chút xíu thôi nè, thấy tình yêu lấy có chút xíu không? Bỏ lên nè, rồi dậm nó ra, đó, dậm 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 nó ra cho nó loang ra. Đó. Đó, cho nó rời ra nè, cho nó rời 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 ra. Đó. Thấy không? Rồi. Tuyệt vời ông mặt trời. Rồi. Xong, rồi mình làm cái gì? Mình chùi cái cọ rồi mình bỏ cục bột lên đây, mình đợi cái nó khô đã. Mới thấy sư phụ like hả? Slide mới like thôi, mới like cũng cỡ 15 20 phút gì thôi à. Ok, bây giờ mình bỏ cục bột lia nè. Lấy cục bột lia nhiều chút, bỏ lên cho nó dày. Ok, bỏ lên nè. Từ trong ra ngoài nha. Rồi, chúi cái tay người ta xuống đưa cục bột vô để nó chảy. Nhớ cố gắng chúi cái tay người ta xuống. Đó, chúi cái tay người ta xuống nè. Đó. Cho nó khô, đợi cho bột nó khô cái đã, nó ráo rồi mình mới vuốt được, chứ không thôi mình vuốt là nó đi luôn, nó đang còn chảy là mình vuốt, bây giờ nó hơi ráo là mình vuốt ở trong nè. Mình vuốt ở trong trước, đó, vuốt ở trong cho nó đều. Đó, vuốt, nhớ cố gắng vuốt hai bên nha, nhớ cố gắng vuốt hai bên nhiều một chút. Để cho bột nó chạy vô chính giữa. Đó, vuốt đi, vuốt hai bên, nhớ cố gắng vuốt hai bên nè. Thấy không? Vuốt hai bên. Đó. Rồi vuốt hai bên, vuốt từ từ xuống. Ok, đó, nó sẽ che lại cái glider, nó làm cho che lại cái glider, mình không có bị cái xíu mình vuốt nó không có bị văng ra. Ok, và cái móng nó sẽ được dày hơn. Đó, lấy cục bột dư ra. Thế. Mình vuốt, cố gắng mình vuốt hai bên là nó đều cái móng thôi. Hai bên đây là quan trọng nhất, là hai bên cái cạnh hai bên là mình vuốt là nó sẽ đều hai bên. Ok, anh chị em cố gắng làm sao vuốt bột vuốt hai bên, đừng có vuốt ở giữa nha, vuốt ở giữa nó sẽ bị bè ra. Rồi tiếp tục cục bên đây nữa là xong một bộ tay. Rồi lấy cục bột dày một chút. Đây, bỏ lên. See, nghiêng cái tay một chút, dùng cái cọ chùi cái cọ xong rồi nhúng miếng nước đẩy cục bột lên nè, đẩy lên nhẹ nhẹ nè, đập vừa đẩy vừa đập. Đó, vừa đẩy vừa đập, nghiêng cái móng tay qua, nghiêng móng tay lại nè, thấy tình yêu bẻ cái móng tay người ta không? Di chuyển cái móng tay để cho mình thấy đường mình đắp bột. Di chuyển nha, chứ không phải để cái tay như vậy không, rồi có vuốt 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 nó không có đều. Có nhiều anh chị em làm nail không có thấy mà làm đại không, mà làm giống như bỏ cục bột lên đứng ở ngoài, mình coi like mình đã thấy thiếu quá trời luôn. Mình không dám nói, sợ nói sợ mất công ta nói mình dạy đời. Cái này là mình nói thật lòng luôn, là anh chị em phải nghiêng móng tay qua như vậy. Đó, anh chị em mới thấy, là anh chị em phải nghiêng qua như vậy, anh chị em mới thấy được cái bột nó còn thiếu chỗ nào. Chứ anh chị em cứ để như vậy, anh chị em vuốt 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 như vậy thì bột nó thiếu là cái chắc rồi. Đó, mình phải nghiêng hai bên nè. Đó, mình phải nghiêng qua nghiêng lại mình mới thấy được cục bột, là mình mới coi mình điều chỉnh cục bột nó có bị thiếu chỗ nào chứ. Chứ anh chị em cứ để anh chị em vuốt vuốt bên đây, hai bên cái góc này nè, nó thiếu rất là nhiều, nó thiếu thiếu bột bên đây nè, nó thiếu bột bên đây là nó sẽ bị hở nha, nó sẽ bị hở cái móng tay của mình. Còn nếu mà bột nó đầy đủ trên cái móng là nó không bao giờ nó bị hở, mình vuốt nó sạch nữa mà nó đẹp, nó ôm vô cái móng tay của mình là nó sẽ không bao giờ nó bị thiếu thiếu bột, là nó sẽ bị hở bột hết trơn, nó hở móng hết trơn. Ok, nè, đây là bàn tay mình mới design, chưa có làm gì hết, mới này xong lắp bột thôi.
còn gắn hột xoài, gắn mấy cái sợi dây lên nữa. Đây là bộ tay tình yêu đắp xong này, đó anh chị em thấy không, mình design là có giống nhau. Ok, bây giờ mình sẽ giũa. Ok, bây giờ tình yêu sẽ dọn về tình yêu giũa ha. Đây là cách design đơn giản cho anh chị em nào học hỏi những cái design đơn giản thôi, không có gì khó. Có những kim tuyến rồi làm ombre rồi đó. Nói chung là do mình phân ra những cái gì mình hiểu biết. Ok, mình hiểu biết, mình phân ra nó rất là đẹp, từ từ là nó sẽ lên tay nghề. Đây là hai cái màu tình yêu đang là màu B4 và màu N8. Đó là hai cái màu ombre rất là đẹp nha. Anh chị em là có nhu cầu mua thì gọi số điện thoại 832-216-7717 ha. Đó. Rồi bây giờ tình yêu sẽ giũa cho anh chị em coi giũa như thế nào. Khi mình đắp bột mình đã đắp bột đẹp rồi đó. Mình không cần phải giũa nhiều, ok. Rồi bây giờ mình giũa. Rồi khi mình giũa là mình để nhẹ cái tay vô, mình bóp cái hai bên đây. Mình giũa nè. Giũa nhẹ thôi, không cần phải giũa, nhớ nghiêng cái giũa dưới này để cắt bột ở dưới. Thường thường bột nó dính dưới này nè, nó dính ở dưới cái chỗ này nè. Cho nên anh chị em phải nghiêng cái giũa, ok. Anh chị em thấy khi mình đắp bột mình chuẩn không? Mình giũa chỉ đường mấy đường thôi là nó đã ra rồi, không cần phải đắp cho nó ấy đâu, nó dư ra đâu. Nó dư ra là mình giũa lại cực lắm. Ok. Nhớ tình yêu đã chỉ rất là cặn kẽ rồi, là chia sẻ cho anh chị em rất là cặn kẽ, là khi mình đắp bột là mình phải vuốt hai bên nhiều một chút, đừng có để vuốt ở chính giữa. Mình vuốt ở chính giữa là nó sẽ dư ra ngoài, là mình lại giũa vô lại cũng như không. Đó. Giờ này mà đúng giờ là anh chị em bên Việt Nam là mới có 11 giờ kém. Còn ở bên đây thì cũng có chỗ rất là sớm hơn bên Texas. Texas giờ này mới có 10 giờ rưỡi à. Ok. Giờ này là coi live rất là sướng luôn. Có những tiểu bang nào chưa được đi làm thì nhớ coi live. Coi vào đi coi để có khi mở cửa là mình biết cách mình làm tốt hơn. Xin chào chị Kim Lê, xin chào. Bộ móng mấy trăm hả? Bộ móng mà mấy trăm mà chắc anh khỏi đi làm luôn em. Anh làm bộ này xong rồi đi về luôn. Bộ móng này đâu có tới mấy trăm dữ vậy. Bộ móng này mấy trăm là nó quýnh vô mặt má nhận không ra luôn á. Lấy nó mấy trăm là nó quýnh cho bù cổ luôn. Nó vừa quýnh nó mà nó bắt kêu mình thối tiền nữa. anh chị em nào ở tiểu bang nào chưa được có lệnh mở cửa thì vô đi coi. Kiếm thêm tiền, kiếm thêm cái cách làm, mai mốt về học hỏi làm cho khách. Ok. Chém nó anh hả? Mình chưa chém nó chém mình trước rồi cưng. Tình yêu ít khi nào nói giá lên trên đây lắm nha anh chị em. Anh chị em nếu bầu tay nào mình cảm thấy mình cái công của mình và cái design của mình nó làm cho nó thích thú thì ví dụ như mình giá, ví dụ như bên chỗ mọi người thì ví dụ như bộ tay này mình lấy 85 đồng hoặc là có chỗ bên tình yêu lấy 90 hoặc là có chỗ nó lấy 80, không biết, nói chung là tùy theo cái khu vực của mình làm. Ok, nói chung là giá là do mình design thì nó vô giá lắm, nhưng mà đừng bây giờ mình lấy giá thấp, mình lại phải lấy giá cao một chút để cho mình đỡ mệt. Tại vì mình làm một bộ nail như vậy á là có acrylic là mình cũng phải Hi, can I help you? I have an appointment at 11. 11.
somebody else do for you, okay or no? Are you waiting me? I'll wait for you. Okay, can you come back about 30 minutes? Okay. Okay? I'm almost done. Okay. All right, thank you very much. Đó, nhớ cố gắng tuyệt đối không được làm giá rẻ. Đúng rồi. Trời ơi, làm nail cực muốn chết mà lấy giá rẻ gì anh chị em. Bộ nail này bèo bèo lắm, cũng nói thiệt có tình yêu nói cho chị em biết, có đệ lắm là cũng phải 85 đô la nha, chứ không phải giỡn đâu à. 85 đồng. Cái đó là hơi lấy là nhân nhượng, là khách ruột rồi đó. Chứ còn mà chứ chỗ khác người ta lấy 95 đồng, 100 đồng á. Dạ, cảm ơn mọi người. Lấy 100 luôn hả? Ờ, lấy thôi. Lấy 85 đồng thôi, mai mốt nó còn quay lại trở lại làm nữa. Đó. Cái quan trọng là đây là tình yêu làm live để cho anh chị em thấy được những cái màu. Thấy được những cái màu mà tình yêu phối nó sẽ đẹp hơn. Nó làm cho anh chị em không có không. Oh my goodness. Anh chị em đợi tình yêu chút nha. How can I help you? Yeah, you want to come, let me see, right now. You come right now. With a pedicure. Okay. You want to come right now or what? Okay. By the little scissor. By the bell. Okay. Yes, right now. We're going to do somebody. Okay, bye. Sau 2 tháng ở nhà dũa lại chưa chịu. Đúng rồi, anh chị em công nhận luôn á, mình anh chị em nói đúng luôn á. 2 tháng ở nhà dũa nó chưa có gọi là trình độ như ngày nào, nó bị cứng cái tay, tại biết sao không? Ăn nhiều quá nó mập hai bên cái nách đó. Nó mập quá hai bên cái nách, nó bị chạm vô cho nên dũa nó không được dẻo. Đó, chịu khó tập thể dục rồi exercise rồi cho nó ốm bớt cho rồi dũa nó mới nhuyễn được, chứ còn bây giờ dũa nó còn hơi khó khăn chút. Nói chung mà cái gì mà nó mập mà nó mập là nó hơi khó khăn chút. Ăn nhiều quá nhớ cố gắng nha, nhớ đây là một bài học kinh nghiệm. Anh chị em nào ở nhà chưa được đi làm á, anh chị em ăn ít thôi. Nhưng ăn nhiều quá nó mập một cái là mai mốt làm rất là cực, giống như tình yêu vậy, bụng bự nè, ok, ngồi nó cũng bị cắn nè, cắn từ lưa hết, cắn đủ thứ đó. Đó, cho nên là rút kinh nghiệm là ăn ít thôi nha. Nói tiếng Anh hả? Anh nãy giờ anh nói tiếng Anh không có chứ, anh đâu có nói tiếng Việt đâu. Mình người Việt nói tiếng Việt đi, anh đâu biết tiếng Anh đâu nói. Ừ. Tiếng Anh như gió, tiếng Anh như gió, tiếng nào khó anh nói tiếng Việt. À. Anh chị em nhớ cố gắng khi mình làm xong mình dũa, mình check cái móng là trước khi mình làm, ok, trước khi mình dũa. Rồi, bây giờ mình dũa ha. À, sợ bắt khách làm, không biết làm gì trước. Oh. Thì anh chị em nhớ cố gắng, bây giờ mình coi live nè, mình coi live là mình sẽ học hỏi được những cái gì mình cần làm thì mình làm. Bây giờ mình dũa ha. Trước khi mình dũa cái đầu dũa nhọn trước. Ok. Đó, rồi mình clean up cái đầu dũa cho nó sạch sẽ. Nhớ cố gắng nha, dũa nè. Anh chị em nhớ cố gắng dũa cái đầu dũa này nè, dũa cái đầu dũa này á, anh chị em nhớ cố gắng nè, tình yêu zoom ra cho anh chị em coi nè, đừng có đè. Anh chị em thấy tình yêu dũa không? Không, tình yêu không có đè. Đó, không có đè cái móng. Đó. Rồi. Đó. Thấy tình yêu dũa cái móng không? Không có đè nha. Tình yêu không có đè cái móng, tình yêu để cho nó chạy và tình yêu chạy qua chạy lại 2-3 lần thôi là nó sạch bóng rồi, thấy không?
nha, cố gắng nha, đừng có đè cái móng đó. Khi mình mua anh chị em là mua cái đầu dũa này về, anh chị em trời, nó không có bị đứt tay đâu, sợ nó không có bị đứt tay đâu. Dạ sáng em hút, em có hẹn quá trời luôn rồi anh Lì ơi, hẹn quá trời hẹn luôn, tại vì em quá đẹp trai, nó thấy em đẹp trai quá nó hẹn em, chứ không phải em làm giỏi. Anh chị em nhớ cố gắng nha, dũa cái này anh chị em đừng bao giờ đè nó, anh chị em đừng có đè nha. Bên anh có bán đầu dũa đó không? Dạ có, anh chị em nào có nhu cầu muốn mua thì gọi số điện thoại 832-216-7717 ha. Anh chị em nào có nhu cầu muốn mua mấy cái đầu dũa này thì anh chị em gọi cho tình yêu ha, 832-216-7717. Mình dũa cái đầu dũa này trước cho nó an toàn, tại vì khi cái đầu dũa này an toàn là nãy giờ mình tình yêu dũa vô trong da thịt người ta không có bị đứt tay ha. Đó, rồi xong mình clean ở dưới luôn nè, đó, mình clean ở dưới luôn cho nó sạch nè. Đó. Thấy chưa, liên luôn ở dưới cho nó sạch nè. Anh cứ gọi số điện thoại đó giùm em đi, thì sẽ cho anh chị biết giá 20 đồng một cây, rồi shipping như thế nào thì người ta sẽ cho anh biết ha. Anh chị em nào có nhu cầu thì gọi số điện thoại tình yêu mới đưa lên, đó là số điện thoại 832-216-7717 đó. Anh chị em cứ gọi số đó là người ta sẽ gửi em cho chị em trong ngày ha. Nếu mà mua thường thường mình mua khoảng 2-3-4 ngày là tình yêu sẽ ship tới nơi ha. 3-4 ngày thôi là tình yêu anh chị em sẽ có hàng xài liền. Rồi, dũa bên đây tiếp tục. Anh chị em có muốn mua bột thì cũng có luôn ha anh chị em. Những cái màu mà tình yêu làm trên đây là đều có hết. Những cái gì mà tình yêu làm trên đây đều có hết cho ha. Anh chị em có nhu cầu nào thì gọi số điện thoại đó. Ok. Ồ, Việt Nam xa quá, anh đi không tới. Xin lỗi nha, ở Việt Nam, anh không có giao ở Việt Nam nha em. Xà Mau, cây nào mà cây Xà Mau đại ca, phá hoài. Hello, anh là Tuyết, khỏe không? Philip này, Phil Nguyễn này phá quá. Anh đó anh phá gì lắm, anh đó anh đẹp trai lắm. Anh đó không nhận đẹp trai dễ sợ luôn. Mới có 27 tuổi, chưa vợ, chưa con gì. Anh chị em nào có nhu cầu gì gọi cho ảnh ha. Anh Phil Nguyễn đó anh đẹp trai lắm, tướng to con. Cao 1m82, nặng 182kg. Đẹp trai là anh có nhu cầu đang kiếm một cô nào để là lập gia đình. Anh làm lâu rồi em, anh làm 2 bữa rồi em, làm 2-3 bữa rồi. Nói chung là ở đây người ta cho làm cả hôm ngày 8 rồi, hôm nay là ngày 16 là 8-9 bữa rồi em, một tuần rồi. Người ta cho làm một tuần rồi. Rồi cho nên là giờ anh mới làm được có 2-3 ngày à. Anh còn nhát quá, anh làm 2-3 ngày à. Đó. Nhớ clean cho nó sạch nha, nhớ clean ở dưới này cho nó sạch nè, clean cho nó sạch nè, thấy chưa? Tuy là mình đắp bột nó không dính dưới nhưng mình phải clean cho nó sạch ở dưới cho nó đẹp. Đó. Anh tình yêu hứa về Việt Nam vậy mà. Dạ nhưng mà chưa có thời gian đây, chưa có thời gian nha anh chị em, có một ngày giờ mà có đi cũng đâu đi được đâu. Xin lỗi luôn. Mùa này đứng chỗ, ở đâu ở chỗ. Anh em có mua đầu dũa của anh em dũa bột biết nó mất bột đó. Em đừng có đè, em nhớ cố gắng là khi em dũa em đừng có đè cái đầu dũa, em đè cái đầu dũa chi cho nó mất bột. Thấy anh dũa không? Anh đâu có đè đâu. Ok. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dũa cái đầu dũa medium nè, mình đầu dũa này đầu dũa mịn, ok. Chứ khi mình dũa là mình phải clean cái đầu dũa cho nó sạch. Đó. Khi mình dũa cái đầu dũa này á, là mình dặn khoảng số 3-3.5 thôi. Mình đừng có dặn nhiều quá, mình dặn nhiều quá nó chạy nhanh quá mình dũa không được. Ok.
Cảm ơn mọi người nha, anh chị em nhớ cố gắng là dũa nè xe, để nhẹ dũa. Trong đây mình chỉ chạy sơ một cái nữa thôi là xong rồi, mình đừng có chạy nhiều quá. Đó, mình chạy cái lầu dũa nhọn rồi là mình không có chạy nữa. Thấy không? Anh chị em dũa, anh chị em đừng có đè, anh chị em đè là nó mắc bột. Thấy thì điêu dũa không, thì điêu dũa đâu có dũa, đâu có đè đâu. Nhớ thấy không, thấy anh chị em thấy tình yêu dũa không, tình yêu để sát cho anh, cho chị em coi mà coi không đã nữa thôi á, coi sát luôn mà coi sướng luôn á mà không thấy được là dở đó nha, đừng có đè đó. Anh chị em thấy chỗ nào cần dũa là mình dũa đó, mình nhớ chạy cái đầu nè, chạy cái đầu cho nó sạch nè. chưa có lấy tiền bỏ học xoàn. Corona. Hello anh Hợi Nguyễn. Hello Tiffany Tạ, khỏe không? Ồ cái đó mình em có mua, em có bán, chị Tiffany gọi cho em nha. Số điện thoại 832-216-7717 ha. Thấy mình đắp bột không? Mình dũa rất là ok ha. Nhớ cố gắng đắp bột cho nó nhuyễn, đắp bột cho nó nhuyễn vô, đắp bột cho nó đẹp vô, mình dũa rất là ít. Tới sớm 20 phút. Mình kêu nó cho lại 15-20 nửa tiếng nè. Cái con nhỏ bánh gì vậy? Cho em coi cái đầu linh dũa của anh được không? Ờ dạ được, không có sao. Đây cái đầu gì? Cái đầu này là cái đầu dũa của em. Hello Julie, khỏe không Julie vui? Đó, anh chị em nào có nhu cầu thì mua, gọi số điện thoại 832-216-7717 ha. Đeo bao tay dũa nhớ cẩn thận nha. Đừng có để cho nó nhiều, để bên kia đi, dính vô bao tay nè. Thấy dũa không? Mình đừng có đè cái đầu dũa, mình đừng có đè nha. Mình nhớ là mình đi cái tay của mình phải đưa lên cao. Cái chỗ nào cần đợi dũa là mình phải dũa thôi. Chỗ nào cần phải đưa lên là mình phải đưa lên. Chỗ nào mình cần hạ xuống là mình phải hạ xuống. Đó, thấy chưa? Dũa xong rồi nó xịt lá ngon à.
cái đầu dũa phá bột của anh còn bán? Dạ không, em đâu có bán ở Việt Nam đâu chị. Chị mua bên đây, em mua bán bên đây cho chị mà. Em còn bán mà, cái đầu em còn bán tất cả mọi thứ đồ hết á, giống nhau hết. Hello Selena. Cảm ơn nha, sư phụ vẫn là sư phụ. Vì sư phụ vẫn còn như ngày nào mà đâu có mất mát miếng thịt nào đâu, đúng không? Sư phụ vẫn còn bị nguyên, nhiều khi sư phụ bây giờ còn thêm thịt nữa đó cưng. Sư phụ bây giờ còn thêm thịt nữa chứ không có hạ thịt nha. Xương cốt thì nó yếu đi nhưng mà thịt thì nó nhiều hơn một chút, tại vì ăn nhiều quá nó mập. Nghỉ lâu quá làm lại rung tay hả anh Tình Yêu? Không có rung đâu, tại vì sáng sớm chưa có ăn uống gì hết á, đâu có rung gì đâu. Anh làm lại mấy ngày rồi cũng ok rồi, cũng đỡ rồi chứ không có đến nỗi nào đâu em. Làm mấy ngày rồi cho nên là cũng ok, dũa rồi cũng phà rồi như ai vậy. Chắc có lẽ lúc này già quá, mắt kém rồi tay chân yếu. Uống cà phê, anh uống cà phê mà cà phê gói nó không đủ đô. Anh phải uống cà phê Starbucks mới được. Mà giờ hết tiền rồi, mùa dịch hết tiền rồi, ly cà phê tới 7 đô la rồi, nó mắc quá. Không có tiền mua. Đợi ráng làm vài ngày nữa đã. Lấy cái lột cái da này luôn đi. Đó, cho nên là đợi để dành tiền rồi mới có tiền mua cà phê nha. Đừng nói tôi than nha, cái đó ai cũng giống tôi hết trơn, không phải tôi than đâu ạ. ai cũng giống như tôi hết trơn đó. Sau mùa dịch banh xác hết trơn rồi, không có làm ra tiền mà toàn tốn tiền không à. Nhiều tình yêu quá. Có em, anh có ship qua Thụy Sĩ em ơi. Anh có ship qua tất cả các nước ở châu Âu ha. Đẹp quá, tí xíu bỏ lên design lên cái kiểu nó là đẹp cực kỳ. Sư phụ, hello anh Tài, sư phụ bán bột hộp lớn không? Dạ có, cái gì cũng có hết anh Tài ơi, mua bao nhiêu em cũng bán mà. Có hộp bự mà anh Tài, nhớ gọi cho Uyên nha. Rồi gọi cho bà xã đi, bà lấy cho anh Tài. Mua chừng 5-3 kg gì đỡ đi. Mua 5-3 kg thôi, đừng có mua nhiều. Mua 5-3 kg đủ xài. Công nhận nha, làm neo mà đeo bao tay anh chị em khó làm quá, mà buộc phải đeo thôi chứ không thiệt á. Đeo bao tay đúng cực luôn á, nó cứ dũa vô trong cái móng tay mình dũa nó phà nó quen rồi. Mà bây giờ đeo cái bao tay vô nó dướng quá, dũa không được. Số điện thoại của em là 832-216-7717 anh Tài. Trời ơi, anh em mình từ xưa giờ ăn bao nhiêu hết tiền của khách hàng rồi, bây giờ hỏi số tình yêu của tình yêu, sốc dễ sợ. Này chơi tôi sao anh Tài? Mà anh Tài đâu có order đâu, bà xã anh order không mà. Rồi, sắp sửa rồi, trang trí thêm một ít nữa là mình hốt tiền ha. Đó, rồi, xong xuôi rồi. Rồi mình dũa lại sơ cái trước khi nào mình làm cái gì.
mình cố gắng dũa sơ cái móng lại. Khi mình dũa sơ hai bên này nó bị có cái cạnh nè, mình dũa lại sơ cái nữa là nó đẹp rồi. Ok anh chị em nhớ mình làm cẩn thận một chút thì nó đẹp. Kệ mùa này mình làm khách hẹn không à, mình không có hurry đâu sợ đó. Khi nào mà trở lại bình thường á, khách đông thì mình hurry một chút. Còn mùa này là mùa mà những cái bộ tay này mình làm đẹp á, là mình không có nên chạy khách ha. Tại vì mấy cái bộ tay là ăn nhiều tiền, mình làm cho khách hàng nó phải đẹp đó. Rồi mình lấy cái tay mình về ấy lại cho mình dũa cho nó thẳng nè. Nhớ cố gắng dũa sơ lại cho nó đẹp nha. Mình chia sẻ rất là kỹ. Nhớ mình lấy dũa lại một lần nữa cho nó đẹp hai bên cái cạnh nè. Mình khi mình đặt cái dũa dưới đây sợ nhiều khi nó bị có cái đường nó không có thẳng, mình dũa lại cho nó đẹp nha. Đó, anh chị em nhớ cố gắng mình cái thao tác này mình phải chịu khó. Đừng có bỏ qua ha. Nhớ cố gắng. Những cái này mình đừng có bỏ qua, mình bỏ qua nó sẽ bị làm cái bộ tay nó không có mất đẹp một chút xíu. Cái xếp mình không có được thẳng, hiểu không? Đó, quan trọng nhất là mình dỡ cái bàn tay lên, mình dũa cái đầu móng nè, cái đầu móng nó phải thẳng nè. Ừ. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị buffer. Ok, buffer xong mình trang trí ha. Đi tắc xịt làm quá hả? Qua đây kiếm đô la. Ở đâu cũng vậy hết trơn, ở Mỹ chỗ nào nó cũng giống nhau à. Quan trọng nhất là chỗ nào có việc làm ổn định là mình ở thôi. Ở đâu cũng ok hết á, tắc xịt chỗ nào cũng vậy, miễn sao chỗ nào có việc làm ổn định là mình làm thôi. Anh chị em nhớ cố gắng buffer phải giữ cái tay cho chặt nha, giữ cái tay có khách hàng cho chặt. Buffer phải bóp trên cái móng hết luôn, bóp hết toàn cái móng. Ok. Nè, phải bóp nhẹ nhàng thôi, không cần phải dùng sức. Đó. Bóp làm sao mà nó rung bàn là được rồi. Ok. Đừng có dùng sức, bóp làm sao mà cái bàn nó rung cái két luôn nó mới ghê. Rồi, chuẩn bị nha. Ok, go wash your hand baby. Rồi, chuẩn bị mình trang trí ha. Trang trí sơ sơ dài cái hộp xoàn lên cho nó nổi. Đó. Cái quan trọng nhất là mình trang trí sau cùng là đó. Anh chị em là đi làm nhớ cố gắng nha. Khi làm mỗi con khách là phải clean up. Nhà đó là cái lệnh nha. Mà tôi có làm hay không là chuyện của nó tính sau. Nhưng mà cố gắng là phải làm nha anh chị em. Anh cũng nói này nói chơi thôi. Phải làm nha, phải trang mấy cái bàn của mình phải sạch sẽ, vệ sinh cho mình cho chắc. Ok, bây giờ mình chuẩn bị mình trang trí đây. Tình yêu có món mới hả? Em đâu có món mới gì đâu, em món cũ không ạ? Ờ, bàn mới đâu, bàn cũ anh ơi. Bàn nó cũ anh mới clean up lại đó. Rồi. Trời coi đổ mồ hôi nè, tôi phải đi rửa tay cái đã.
Ok, rồi bây giờ mình trang trí đây. Rồi, giờ mình bỏ cái móng tay, mình trang trí ha. Chị em có thấy không? Chị em có thấy không? Thấy rõ không? Chị em có thấy rõ không ta? Thấy không? Không thấy nhớ nhắc nha. Khi mà làm cái sợi dây này mình đè vô, mình đè nó vô, đó, mình đè cho nó chắc vô. Bên đây cũng vậy. Nhớ cố gắng cắt cho nó sát cái này, cắt cho nó sát ở đây nè. Cái cạnh này quan trọng lắm nè, chúng ta nó không có che nổi á. Rồi nhớ đè vô nha anh chị em, nhớ đè nè, nó cái tay mình đè nó nè, mình đè nó. Đè nó vô tí xíu mình bỏ treo lên cho nó sẽ khô vờ. Okay, give me that here. Các anh thấy đẹp không? Đó, nó có một cái sợi dây nó làm cho cái mình cái màu nó nổi lên một chút. Ví dụ nó dư là mình cắt cho nó ngay nha, cắt cho nó sát chứ để nó tuột quá nè. Bây giờ đó là mình bóp nó vô, bóp đè nó xuống. Đè mấy cái dây này xuống để tí mình bỏ dây, bỏ treo lên, bỏ hộp xoàn lên nó sẽ đẹp. Chị em nói gì à, sao em dán dây hai góc hay bị lệch lên và nó hở đều? Ok, tí xíu Tình Yêu sẽ chia sẻ cho anh chị em cái chỗ này. Ok, khi mình dán móng á, mình dán móng nè, mình dán cái sợi dây này nè. Ok, là mình đè nó xuống đúng không? Mình đè nó xuống rồi. Ok, mình đè nó xuống nè. Khi mà mình đè nó xuống anh chị em, khi mình đè nó xuống xong rồi mình làm cái gì? Mình còn một cái nữa mình cần phải nên làm. Đó. Đó, mình cần phải nên làm là cái gì? Mình phải dùng cái này, mình phải dùng cái treo này mình bỏ lên nó mới giữ được lâu. Tại vì anh chị em không có chịu bỏ cái này làm sao mà nó giữ được lâu được. Ok. Đây. Đây, khi mình giữ được lâu, đó, mình dỡ cái này lên. Mình phải bỏ cái này lên mới được. Đây. Give me that.
Đó, khi mình muốn giữ được cái sợi dây này mình phải bỏ lên nè. Đó, mình phải bỏ một cái lớp này lên. Mình bỏ cái lớp này lên nữa nè anh chị em. Bỏ cái lớp này lên nè. Cái lớp này mình bỏ lên nè. See? Anh chị em có thấy cái chai treo này không? Anh chị em thấy không? Này đó, tôi đang bỏ lên nè. Phải bỏ lên nè. Đó, che nó một lớp dày nè. Thấy chưa? Anh chị em phải bỏ lên một lớp che nó lại nè. Đó. Phủ nó lại mới được. Phủ nó lại nó mới giữ được kín chứ. Nó mới giữ được chặt chứ. Anh chị em phải bỏ một lớp lên. Xong rồi anh chị em bỏ giống như một lớp treo gì đó. Xong rồi. Xong rồi anh chị em bỏ cái thớt này lên nữa nè. Đó. Bỏ cái thớt này lên. Hai cái này anh chị em nào có nhu cầu muốn mua thì gọi ha. Để vừa gắn hộp sòn mà vừa làm đủ thứ ha. Ok. Đó. Xong rồi anh chị em thấy không? Thấy nó giữ không? Anh chị em phải bóp bên đây xong rồi bỏ hộp sòn lên, gắn hộp sòn lên. Đó, gắn hộp sòn lên nè. Đó. Thấy chưa? Bỏ một lớp dày xong rồi anh chị em bỏ lên cover nó, xong rồi anh chị em mới bỏ vô đèn hơ. Đó, bỏ vô đèn hơ nó. Ok, bật lên lại. Đó, bên đây. Nhớ nha, những cái này là những cái động tác cần phải làm. Anh chị em nhớ cố gắng là khi mình làm mình dán mình đè xong rồi nó nằm xuống rồi mình bỏ cái này lên. Đây, bỏ lên nè, nhớ bỏ một lớp treo này, thấy không? Thấy tôi nếu bỏ một lớp treo lên không? Đó, nhớ cố gắng những cái động tác này mình bị sai. Mình làm sai là mình phải sửa mấy cái này nha. Đó. Không có mấy cái này là anh chị em nó sẽ bị chóc. Đó. Mình dán xong là mình phải cần có một lớp này mình đè nó lên nữa để nó giữ được cái trên cái bề mặt của nó giữ được, nó nằm ở dưới cái lớp treo đó làm sao mà nó chóc ra được, hiểu không? Nhưng là chút cho coi cho nó dễ ha. Rồi nhớ bỏ cái thóp lên nữa nè, bỏ cái thóp lên nè. Rồi kìa. Đó, nhớ bỏ lên nè. Mình gắn hộp nè, mình bỏ cái lớp dày trong đây nè, hộp khi mình đè nó xuống nó chỉ chặt. Thấy không? Đẹp cực kỳ không? Anh chị em thấy đẹp không? Rồi, vô đi. Đây, khi mà nó khô nè, đây cái khi mà nó khô nè, anh coi em coi nè, nó đờ lên nè, nó không có, nó bị nằm ở dưới rồi, cho nên nó không bao giờ nó chóc ra, thấy chưa? Đây là những cái mà cần thiết mình phải làm, ok? Anh chị em nhớ nha, khi mình nó khô rồi, anh chị em sờ nè, nó láng nè, là vì cái lớp treo nó đã che lên cái sợi dây rồi, ok? Làm lại nè. Nè, nhớ cố gắng lấy cục treo giờ dày một chút nè, bỏ lên nè. Đó, bỏ lên nè. Kéo cái treo xuống nè, đó, kéo cái treo xuống một lớp nè. Còn một lớp nằm trên đó để mình bỏ hộp xoàn nè, đó, thấy chưa? Anh chị em. Dán sticker cũng vậy mọi người nha, dán sticker cũng phải bỏ lên đó hoặc là mình bỏ bột lên. Còn cái này mình không có cần bỏ bột thì mình phải làm cái lớp treo này.
mình phải làm cái lớp gel, chứ không thôi là nó sẽ bị chóc ra nha anh chị em, nó sẽ bị chóc ra đó. Nếu anh chị em không bỏ cái này lên là nó sẽ bị chóc ra, nó không nó khoảng 2-3 ngày sau nó sẽ chóc ra. Còn mình bỏ cái này vô là nó vĩnh viễn luôn á, nó không bao giờ nó bị chóc. Đó, nhớ bỏ hột sòn từ từ thôi, không cần phải gấp. Bỏ cho nó đều, cho nó đẹp. Bỏ phải sát vô trong da nha, đừng có hở ở ngoài ra là nó không có đẹp. Hay chưa? Cho nó thêm hột nó đi cho nó đẹp. Hay chưa? Rồi, nhớ vuốt hai bên này, đừng có để mất cái xếp của mình nha. Rồi, có đẹp. Anh chị em thấy không, khi nó ra nè, đó nó ra nè, mình rờ nè, xí mình sờ nè, mình sờ nó nè, ok. Nhớ để cái lớp gel này nằm ở trên giày nè, thấy không, để lớp này nằm dưới nè, kéo nè, đó mình đè nó cho nó chạy vô trong cái cuticle đó, rồi xong mình kéo cái lớp bên ngoài ra nè, kéo ra đó, kéo. Rồi xong rồi mình làm cái gì, mình vuốt hai bên đây nè, mình vuốt đừng có mắc cái xếp của mình ha. Rồi bỏ cái top, nhớ bỏ cái top lên. Rồi xong rồi mình bỏ hộp sòn lên. Đẹp không? Anh chị em thấy cái này đẹp không? Nhớ cố gắng hộp sòn mình đẩy sát vô trong da nha, đẩy sát vô trong cái cuticle, đừng có để nó bị hở nha. Tại vì nó nằm sát vô trong đó, khi nó mọc ra nó không có bị dướng người ta. Nhớ không? Rồi chùi hai bên đây lại, nhớ chùi hai bên đây nè, đó. Rồi bỏ vô đèn, vô đi. Rồi bây giờ xong, bây giờ mình bỏ treo lên là mình lấy tiền nè, đó. Bây giờ mình bỏ treo lên là mình lấy tiền thôi. Nè, anh chị em nào có nhu cầu mua cái viết này thì inbox cho tình yêu ha. Anh chị em nào có nhu cầu muốn mua hộp xoàn thì inbox cho mình luôn. Anh chị em nào có muốn mua cái hộp để gắn hộp xoàn này cũng inbox cho mình nha. Mình có bán một cặp như vậy á, là 30 đồng nha. Nếu mà mua một cặp đó là 30 đồng, mà mua 32 đồng. Nếu mà anh chị em muốn mua, nhớ cái cặp này mua về để gắn hộp sòn, để gắn đủ thứ hết ha. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ treo lên đây. Rồi, bây giờ mình bỏ treo lên đây là chuẩn bị lấy tiền nè. Coi nè, nhìn hình nước con mắt luôn. Mỗi ngày mỗi suy nghĩ mỗi kiểu cho làm cho nó đẹp để chia sẻ cho anh chị em nè, cố gắng làm sao cho đẹp đẹp một chút. Đẹp không, nhìn thấy đẹp không? Ok, thấy không, khi mình làm xong rồi nó dính hộp sòn, nó dính luôn cái sợi dây trong đây nè, thấy không anh chị em, nhớ thấy không, nhớ cố gắng.
Tuyệt đỉnh song ca. Hello Tuấn, khỏe không Tuấn? À, tí xíu đợi bỏ treo lên nữa là super luôn, super đẹp. À, lâu ngày quá, dạo này ổn không? Anh ổn em, anh cũng ok. Giờ chuẩn bị đi làm lại rồi, đâu có còn nghỉ nữa đâu. Ở bên đây được được mở cửa rồi, mở cửa được một tuần rồi. Rồi. Đây anh chị em, mình bỏ dầu lên nha. Đây là giai đoạn cuối cùng mình cần phải làm. Đó, giai đoạn cuối cùng này là mình cần phải làm. Có đẹp hay không là cái giai đoạn này nữa đó. Đó, giai đoạn này mà nó bỏ dầu lên là nó nhức nách luôn. Lấy miếng giấy nè, lấy miếng giấy chùi nha, nè miếng giấy chùi, chùi ngược lên nè, chùi lên cho da nó, cho nó da thịt nó bóng bẩy nè. Đó, nhìn nó điệu đà không. Ừ, nhìn tay rồi kia đi, cổ nó sạch sẽ, nó gọn gàng, lau ra đó da là nó bóng. Tuy em đen như lòng em trắng, à, ba má em nghèo nên em đi nắng em đen. Ừ, phải không cô? Yes. Tôi còn thấy tôi khùng nữa, làm nail rất tôi khùng luôn. Hít liquid nhiều quá, khùng. Liquid với acetone này nó nặng mùi quá. Rồi, bên kia bỏ dầu lên. Như vậy có lụm tiền được chưa? Quá trời đẹp luôn. Để xuống đây cho anh chị em chiêm ngưỡng chút xíu nữa là mình chia tay ha. À, hẹn video kế tiếp. À, để chia sẻ cùng anh chị em có những thiếu sót gì mà không trả lời được cho anh chị em thì xin thông cảm nha. À, có gì tình yêu sẽ đọc lại những cái comment là tình yêu sẽ trả lời cho anh chị em. Rồi bây giờ tình yêu sẽ để cái đây, lấy cái khăn ra, lấy cái này ra, để xuống cái bàn cho anh chị em chiêm ngưỡng chút xíu rồi mình chia tay ha. Đây, để đây. Đó. Right here. Okay. Rồi. Mình ngắm chút xíu rồi mình chia tay ha. Đây, ở xuống cái đèn xuống cho nó sáng. Đó. Chỉnh cái tay xuống. Đó. Rồi, thấy đẹp không anh chị em? Đó. Cho vài trái tim ủng hộ tinh thần đi. Khi mình Nguyễn phá hoại nha. Lâu ngày mình đọc thơ, mà thơ con cóc hả? Ok, rồi chúc anh chị em một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Cảm ơn rất là nhiều anh chị em đã coi like của tình yêu. Nhớ cố gắng, tình yêu cũng chia sẻ rất là nhiều. Anh chị em cố gắng học trên online không có tốn tiền. Ok. Rồi, bye mọi người nha. Trước khi thấy cho nhìn nhan sắc chút. Nhan sắc chút này hơi bị mệt á. Tóc dài cố luôn. Ok. Nhớ cố gắng là phải làm là có cái bàn này nè. Có cái bàn khách là phải ấy nha. Có cái bàn.